Quang Linh Vlog bất ngờ lên tiếng khi Lôi Con bị lợi dụng quay video. Lôi Con, tên thật Mativado 5 tuổi, là con trai của Matiloy, một thành viên team châu Phi. Cậu bé được Quang Linh Vlog nhận làm con nuôi và đưa về ở cùng để tiện chăm sóc. Hiện Lôi Con đang có chuyến về Việt Nam thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên cậu bé nhận được sự quan tâm, đi đâu cũng bị nhận ra. Đặc biệt một bộ phận netizen tiếp cận chưa phù hợp đã khiến Quang Linh Vlog phải lên tiếng. Trong clip, Quang Linh gây chú ý khi bày tỏ thái độ không hài lòng với một số người tiếp cận Lôi Con chỉ để quay TikTok, đạt được mục đích rồi thì quay phát bỏ đi luôn. Sáng nay có nhiều người chụp ảnh mình cũng nói cháu mệt, các cô chú bắt tay ôm các kiểu thì được, toàn mấy bà đu TikTok. Người này giật người kia chen vào quay, quay xong rồi bỏ đi ngay luôn, nhiều khi cũng cay chứ, nhưng mà thôi. Bản thân Lôi còn nhỏ, chưa thể nào làm quen được kiểu nhiều người xin chụp ảnh, quay clip, như bản thân mình cũng thế. Nhiều khi đi ăn uống, cứ ăn một miếng vào mồm lại phải đứng lên chụp, sau đó mới quay lại bàn. Một tí người ra người vô, cứ phải đứng lên chụp ảnh các kiểu cũng mệt, cũng bức xúc, nhưng mà thôi, theo cái nghề này thì mình không làm khác được, Quang Linh nói. Ngay sau đó, cộng đồng mạng bày tỏ sự đồng cảm với Quang Linh. Họ cho rằng cư dân mạng cần có cách cư xử phù hợp với Lôi Con, chỉ cần hiếu khách và nồng nhiệt vừa đủ. Chưa dừng ở đó, mới đây xuất hiện đoạn clip tranh cãi, cảnh một người phụ nữ quay clip với Lôi Con, yêu cầu Lôi thơm má mình nhưng cậu bé nhất quyết không chịu. Người phụ nữ dúi tờ 500.000 vào tay Lôi Con và yêu cầu cậu bé làm theo ý mình, nhưng Lôi Con không quan tâm. Người này muốn tiếp tục kéo Lôi Con vào livestream đang phát sóng nhưng cậu bé không thích. Cuối cùng, người phụ nữ hỏi Lôi Con có lấy tiền không, Lôi Con không lấy và bỏ đi ra khỏi camera. Nhiều tranh cãi đã nổ ra, một nhóm cho rằng vì Lôi thích mua bánh, lần đầu gặp Quang Linh bên Angola cũng chạy theo xin tiền, nên bây giờ người phụ nữ kia cũng làm theo để mua chuộc cậu bé. Ý kiến phản bác không đồng tình với cách cư xử với trẻ con như vậy, họ khẳng định đó là lợi dụng hình ảnh của trẻ con. Trước đó, Quang Linh từng dạy dỗ Lôi Con không được tùy tiện nhận tiền của người lạ. Cậu bé hiện tại được chăm lo từ A tới Z và được anh uốn nắn và dạy dỗ. Vì thế, Lôi Con đã không cầm tiền trong tình huống. Lôi Con đang ăn thì bị TikToker làm phiền. Quang Linh bức xúc nhưng đành bất lực. Về nước được hơn 5 ngày, song sức hút của Lôi Con vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhất cử nhất động của Lôi Con liên tục trở thành chủ đề bàn tán khắp mạng xã hội. Ngay từ lúc hình ảnh ra sân bay được đăng tải, netizen Việt đã rất mong ngóng đón chờ cậu bé. Trong chuyến bay từ Angola về Việt Nam, Quang Linh suýt bị hải quan sân bay giữ lại vì Lôi Con bỗng dưng quên hết tiếng mẹ đẻ mà bắn ra một tràng tiếng Việt gây nghi ngờ. Hậu quả là cả team phải book chuyến bay khác để về Việt Nam sau khi làm rõ mọi vấn đề với phía hải quan. Tại sân bay, Lôi Con được đông đảo fan hâm mộ chào đón nồng nhiệt. Cậu bé được tặng hoa, chụp ảnh, giao lưu, chiếm spotlight của Quang Linh không thua kém gì ngôi sao hạng A. Vừa đặt chân đến Việt Nam, Lôi Con đã nổi đình nổi đám với màn biểu diễn ca khúc cắt đôi nỗi sầu bằng tiếng Việt, khiến ai nấy đều yêu thích. Cậu bé còn được yêu quý vì sự thông minh lém lỉnh nhưng cũng rất hiểu chuyện. Vì sống cùng với team châu Phi từ bé nên Lôi Con nói tiếng Việt rất sõi, thuộc lầu lầu nhiều bài hát tiếng Việt. Cũng chính vì quá viral trên mạng xã hội, Lôi Con bị một số TikToker làm phiền, thậm chí là lợi dụng câu view. Mới đây một đoạn clip về Lôi Con đã gây tranh cãi. Cụ thể khi đang ngồi ăn cơm, một người phụ nữ không rõ danh tính đã tiếp xúc, muốn hôn Lôi Con. Người này lấy tờ 500.000 dụ cậu bé nhưng Lôi Con lại chẳng mang đến tiền, cậu liên tục từ chối đến gần. Đoạn clip lập tức khiến dân tình xôn xao, đa số bức xúc với hành động của người phụ nữ. Quang Linh sau đó cũng đã lên tiếng bảo vệ Lôi Con. Sáng nay nhiều người xin chụp ảnh quay phim, mình cũng nói cháu nó mệt. Các cô chú bắt tay ôm các kiểu thì được, còn mấy bà đú TikTok rồi mấy bà lôi, giật người này người kia để quay. Quay xong là quay mặt đi luôn. Đó gọi là đú TikTok, muốn lên xu hướng. Nếu là ở Angola, mình sẽ nói được. Còn ở Việt Nam mình không thái độ được, nhiều khi cũng cay dữ lắm nhưng mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có nhiều người hâm mộ thật, bởi làm mấy nghề này như Lôi còn nhỏ chưa ấy được, chưa thể nào làm quen được cái kiểu này. Nhiều người xin chụp ảnh, nhiều khi đi ăn uống, mới ăn một miếng vào mồm phải đứng lên chụp. Bắt đầu quay lại bàn rồi tí người ra người vào, rồi phải chụp tiếp, nhưng mà thôi mình không ấy được. Quang Linh tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 97, quê Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp phổ thông vào năm 2016, Quang Linh quyết định xuất khẩu lao động. Nơi anh đến là Luanda, thủ đô Angola, một quốc gia châu Phi đầy nắng và gió. Tại đây anh làm công việc thợ xây. Sau đó Quang Linh chuyển qua hoạt động phát triển xưởng làm nước đá. Cuối năm 2018, sau một thời gian tích lũy được vốn, Quang Linh chuyển sang kinh doanh thêm các sản phẩm giày dép quần áo, bắt đầu quay những video đầu tiên. Điểm khác biệt của Quang Linh là những nội dung hình ảnh mà anh ghi lại đều vô cùng chân thực, phản ánh chính cuộc sống hàng ngày của anh và những người bạn tại Angola, từ làm việc đến vui chơi. Khác với các YouTuber ở nước ngoài khác, nội dung Quang Linh Vlog chọn làm video đều vô cùng mộc mạc, giản dị. Đáng trân trọng hơn nữa là sau khi kênh YouTube của mình nhận được nhiều sự yêu mến, bản thân dần trở nên nổi tiếng, nguồn thu nhập tăng lên, Quang Linh không hề giữ cho riêng mình. Anh sử dụng số tiền ấy để tổ chức các hoạt động từ thiện, từ nhỏ như mua thức ăn, quần áo, thực phẩm, tặng cho người dân bản địa, đến những việc lớn hơn như khoan giếng, xây nhà tình thương, sửa trường, giúp người dân ở châu Phi, nơi anh sống có công ăn việc làm, phát triển cộng đồng.
Hồi đầu tháng 4 vừa qua, Quang Linh bất ngờ thông báo chuyện anh bị hack mất kênh YouTube Quang Linh Vlog Cuộc Sống Châu Phi với hơn 3,83 triệu người theo dõi. Đáng nói không chỉ Linh mà hai thành viên trong team Châu Phi gồm Đông Paulo và Thế Nhân Vlog cũng bị chiếm quyền sở hữu kênh. Rất may mắn ngay trong ngày, đội ngũ từ YouTube đã liên lạc với Quang Linh và hỗ trợ anh lấy lại kênh. Kênh YouTube của Quang Linh và Thế Nhân phục hồi nhanh nhất, còn kênh của thành viên Đông Paulo dù khôi phục chậm hơn nhưng cũng đã có thể kiểm soát an toàn. Lôi Con, cậu bé được Quang Linh và Tiến Nguyễn cưng như con và góc khuất khiến ai cũng xót xa. Những ai theo dõi kênh Quang Linh Vlog sẽ dễ dàng nhận ra cậu bé Lôi Con từng nhiều lần góp mặt trong những sản phẩm của Quang Linh. Có thể thấy cậu bé Lôi Con được Quang Linh ưu ái nhất trong đám trẻ ở Angola. Sau khi xuất hiện nhiều trong clip của chú Quang Linh, Lôi Con được cộng đồng mạng chú ý. Tuy là người châu Phi nhưng cậu bé rất giỏi hát tiếng Việt. Lôi Con từng thể hiện màn hát thuần thục từ bài Con Cò Bé Bé sang tới bài Cháu Yêu Bà. Cậu bé bắt đầu nổi tiếng với cộng đồng mạng xã hội Việt Nam sau đoạn video hát bài Con Cò Bé Bé mà Quang Linh đã đăng lên kênh YouTube cá nhân. Xuất hiện trong đoạn video đó là khoảnh khắc một cậu bé người châu Phi đang tập hát bài Con Cò Bé Bé. Dù là người Angola nhưng Lôi Con phát âm khá chuẩn, rõ ràng mỗi câu hát Con Cò Bé Bé nó đậu cành tre đi không hỏi mẹ. Thế nhưng điều đáng chú ý là khi hát được gần hết bài, bé trai này lại nhầm ca khúc Con Cò Bé Bé sang Cháu Yêu Bà. Chính nhờ sự dễ thương và nhiệt tình của cậu bé đã khiến dân tình thích thú. Mặc dù đoạn video đã đăng tải rất lâu nhưng thời gian gần đây nó lại hot trở lại. Phía dưới video đó đã có nhiều người khen ngợi Lôi Con và dành những bình luận vừa khen ngợi cho tài năng của cậu bé, vừa ngưỡng mộ tình cảm Quang Linh dành cho những đứa trẻ nghèo ở Angola. Chính sự hài hước ngây thơ, cậu bé Lôi Con đã dễ dàng chiếm được tình cảm và được người xem đặt tên là Lôi Con. Tên thật của cậu bé là Mativado, cũng từ đó mà tần suất xuất hiện của cậu bé trên kênh YouTube của Quang Linh ngày càng nhiều hơn. Bố của Lôi Con cũng là một thành viên trong team của Quang Linh ở châu Phi. Trong chuyến từ thiện đến Angola, Hoa hậu Thùy Tiên đã trò chuyện cùng cậu bé người châu Phi này và hát ca khúc bằng tiếng Việt. Tuy nhiên khi được Thùy Tiên thơm vào má, Mativado lại thẳng thừng lấy tay lau đi, khiến những người xung quanh cười nghiêng ngả. Sự thật là Mativado không biết Thùy Tiên là hoa hậu. Chỉ sau khi được Quang Linh cho xem video đêm chung kết Miss Grand International 2021 thì cậu bé mới nhận ra. Nhưng Mativado cũng không hề dễ dàng chấp nhận sự thật này. Qua rất nhiều biểu cảm từ khó tin cho tới tiếc nuối khi biết tin người vừa mới thơm má mình là một cô hoa hậu. Chính Quang Linh cũng phải ôm bụng cười và bảo ngậm cái miệng lại. Bao nhiêu người đang xem livestream hôm trước Thùy Tiên thơm má còn lau đi. Ai cũng bày tỏ sự yêu mến dành cho cậu bé. Nước Angola có điều kiện kinh tế còn khó khăn nên cuộc sống bà con nơi đây khá khổ cực. Mọi người phải chịu đựng sự thiếu thốn về mọi mặt, nơi ở cũng chẳng tử tế. Trong đó nổi tiếng thời gian qua phải kể đến gia đình Lôi Con khi được Quang Linh Vlog giúp đỡ. Trước khi gặp Quang Linh, gia đình Lôi Con sống trên bản với điều kiện khốn khó. Cách đây không lâu, video ghi lại gia đình Lôi Con thời điểm còn ở trên bản được khán giả đào lại và chia sẻ. Đây cũng là khoảnh khắc lần đầu tiên Quang Linh gặp bé cũng như các thành viên trong gia đình. Bố mẹ và Lôi Con sống trong căn nhà nhỏ lụp sụp xây lên từ đất. Căn nhà nhỏ và hầu như không có bất cứ tiện ích gì. Ngoài trời mưa lâm râm, người bố đi lại mà không có vật dụng che chắn. Lúc Quang Linh đi vào, không khí có phần ảm đạm. Trong khi mẹ bế em thì Lôi Con ngồi một bên bếp lửa để sưởi ấm. Đến chiếc bếp tự làm để nấu ăn cũng sơ sài và khá hoang tàn. Khi nhìn thấy Quang Linh, Lôi Con lúc đầu có phần ngạc nhiên. Dù là người lạ nhưng khi Quang Linh gọi, cậu bé vẫn mỉm cười tươi và trả lời lễ phép. Thời điểm này Lôi Con còn bé và khá gầy. Vì không được tiếp xúc nhiều với thế giới xung quanh nên cậu bé tỏ ra nhát gan, lạ lẫm với mọi người. Kể từ khi có Quang Linh, cuộc sống của Lôi Con thay đổi rất nhiều. Tuổi thơ của cậu trở nên ý nghĩa hơn nhờ team Quang Linh Vlog. Không chỉ dạy dỗ, Quang Linh còn mua sắm cho Lôi Con nhiều vật dụng quan trọng như quần áo, giày dép hay sách vở. Các thành viên trong nhóm còn thường xuyên để Lôi Con thưởng thức những món ăn ngon chưa bao giờ được thấy như gà rán. Trong các video, Lôi Con thường xuyên được Quang Linh đưa đi chơi hay tham gia các hoạt động thể thao như đá bóng, thả diều. Hình ảnh cậu bé chạy nhảy dưới ánh hoàng hôn, trên tay là chiếc diều lớn khiến nhiều người ấn tượng. Cũng vì được chú Linh cưng chiều như vậy nên Lôi Con lúc nào cũng bám lấy nam YouTuber. Có thể thấy Quang Linh tới Angola đã giúp cuộc sống của mọi người ở đây trở nên tốt đẹp và phát triển nhiều hơn. Hiện anh đang ấp ủ nhiều dự án với mong muốn để cuộc sống của bà con phát triển ấm no hơn nữa. Lôi Con và chú Tiến Nguyễn cũng thường xuyên đi cùng với nhau như hình và bóng. Khi còn ở châu Phi, chú Tiến cũng là người luôn yêu thương chiều chuộng chăm sóc Lôi Con từ bữa ăn tới giấc ngủ hay quần áo. Vì vậy khi Tiến Nguyễn về Việt Nam ăn Tết, Lôi Con không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Trên trang cá nhân, team châu Phi đã cập nhật hình ảnh hiện tại của Lôi Con. Kể từ khi chú Tiến về quê, Lôi Con trước đó có buồn nhưng nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ, đu trend cùng mọi người. Tuy nhiên cũng có những khoảnh khắc cậu bé sau khi chơi mệt nhoài liền trở về tâm trạng hoang mang, đờ đẫn và bất cần với mọi thứ xung quanh. Dù ai trêu chọc gì đi chăng nữa, Lôi Con vẫn giữ nguyên biểu cảm chán nản. Phía team Quang Linh còn đính kèm dòng trạng thái: từ ngày chú Tiến về Việt Nam, Lôi Con kiểu người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ, nhìn nghĩ nó chán chả muốn làm gì.
Dòng trạng thái này khiến dân tình vừa thương vừa buồn cười. Người xem đoán rằng khi chú Tiến về quê, Lôi con bơ vơ không có ai chơi hay chăm sóc nên buồn là lẽ đương nhiên. Bên cạnh đó, dân tình cũng chờ ngày Quang Linh đưa Lôi con về Việt Nam ăn Tết Nguyên đán. Được biết trước đó, khi chú Tiến chào tạm biệt để về Việt Nam, Lôi con lập tức chạy đến ôm chặt rồi khóc nức nở. Cậu bé mếu máo khóc khiến Tiến Nguyễn xót xa, chẳng nỡ lòng nào về Việt Nam một mình. Tiến Nguyễn phải viết trên trang cá nhân: "Cháu cứ thế này thì chú làm sao về được, thỉnh thoảng gọi điện gặp nhau là được rồi."